Cuộc thi Open Robot do khoa Toán cơ tin học và khoa Vật lý đồng tổ chức đã trở thành sân chơi quen thuộc dành cho các bạn học sinh sinh viên, khuyến khích khả năng sáng tạo của các bạn trẻ có niềm đam mê với khoa học kỹ thuật. Với cốt lõi là nước có nền nông nghiệp chiếm đa số, giữ vai trò quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng năm, để đạt được những thành tựu như vậy, một phần do chính sách áp dụng kỹ thuật hiện đại nhằm hiện đại hóa nền nông nghiệp trong những năm vừa qua. Cuộc thi Open Robot 2019 mang chủ đề E-Farmer, robot thu hoạch nông nghiệp được lấy ý tưởng từ đó. Để hoàn thành mục tiêu tự động hóa trong nông nghiệp công nghệ cao, mỗi đội chơi sẽ phải chế tạo ra những chú robot thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong mỗi khâu sản xuất nông nghiệp như ươm giống, trồng cây, giúp cây tăng trưởng và thu hoạch sản phẩm. Theo đó, robot của mỗi đội sẽ phải đem cây giống từ khu vực vườn ươm, đem sang khu vực canh tác, chăm bón cho cây và thu hoạch thành phẩm, đem về nơi trưng bày sản phẩm. Hết thời gian thi đấu, đội nào giành được nhiều điểm hơn sẽ là đội giành chiến thắng. Luật chơi được mô tả như sau. Về sân thi đấu có kích thước 2x4,5m gồm có 3 phần. Phần ươm cây giống, phần canh tác và phần thương phẩm chứa sản phẩm sau khi canh tác. Ở phần canh tác có các hố tượng trưng cho các chậu cây. Robot sẽ phải đặt cây vào trong các chậu này. Khi một cây được đặt ngay ngắn vào chậu, thì người chơi được phép gắn quả lên thân cây ở các vị trí cho trước. Số lượng quả là không hạn chế trong suốt thời gian thi đấu. Robot tự động sẽ phải xuất phát từ khu xuất phát đến vùng canh tác và thu hoạch quả. Quả sau khi thu hoạch được đưa cho robot bằng tay hoặc tự đem về khu chứa sản phẩm sau thu hoạch. Chỉ robot tự động mới được phép thu hoạch quả. Robot bằng tay không được phép ngăn cản robot tự động thu hoạch quả. Phần chứa sản phẩm sau khi canh tác được giữ thăng bằng lúc bắt đầu trận đấu. Khi quả của đội nào được bỏ vào thì cán cân sẽ lệch về phía đó. Robot thực hiện bỏ quả đỏ vào giỏ màu đỏ, quả vàng vào giỏ màu vàng. Về robot thi đấu và nhiệm vụ. Các đội chơi gồm robot tự động và robot điều khiển bằng tay. Chỉ một robot điều khiển bằng tay, không hạn chế robot tự động. Toàn bộ robot phải được đặt trong khu xuất phát của mình. Robot bằng tay sẽ đem cây từ vùng ươm đến vùng canh tác. Sau đó được phép nhận quả từ robot tự động và đem quả này về khu chứa sản phẩm sau khi thu hoạch. Quả cao nhất trên cây có chiều cao tối đa là 25cm, phần chứa sản phẩm sau canh tác có chiều cao tối đa là 25cm so với mặt sàn. Trận đấu kết thúc sau 3 phút, đội giành chiến thắng là đội có cán cân lệch về phía đội mình và ghi được 3 điểm trận. Số điểm quả sẽ được tính bằng tổng điểm quả cho cả đội thắng và đội thua ghi được. Đội chiến thắng thì robot được vinh danh như Smart Farmer. Không hạn chế số lượng đối với robot tự động, nhưng chỉ duy nhất một robot bằng tay phải được điều khiển không dây, sóng RF, Bluetooth, hồng ngoại. Trong quá trình hoạt động, các đội được phép khởi động lại robot tự động 3 lần sau khi trọng tài giám sát trận đấu cho phép. Về đặc điểm của robot, nguồn điện cung cấp cho robot không được vượt quá 24V. Có kích thước khi xuất phát không quá 30x30x30cm. Sau khi khởi động xong, robot có thể thay đổi hình dạng, kích thước nhưng không vượt quá 30x30x30cm mỗi phần. Kế hoạch thực hiện. Địa điểm tổ chức. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian đăng ký. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2019 dưới các hình thức như sau. Đăng ký trực tuyến hoặc đăng ký qua email. Thời gian training từ ngày 15 tháng 3 năm 2019 đến hết ngày 14 tháng 4 năm 2019. Thời gian thi vòng loại 15 tháng 4 năm 2019. Vòng chung kết dự kiến vào ngày 25 tháng 4 năm 2019.